Ok, mình qua mình coi trận vừa rồi ha. Fnblood với lại LNG. LNG thì đội hình có thằng Tạc Chăn ha, với lại thằng Lai này nè mọi người. Thằng Lai cũng là cái thằng mà đánh kỹ năng tương đối là tốt ở trong vai trò xạ thủ á. Nó đánh kiểu dạng nó lối chơi của nó là lối chơi nếu mà dùng một người để có thể so sánh về mặt lối chơi á, thì có thể gọi là dùng thằng iBoy được. Tại lối chơi của nó thiên về đánh tấn công nhiều, tấn công nhiều. Rồi ok, để coi cấm chọn nè. Thôi Donate coi stream tôi tiếng làm gì anh em. Anh em coi tôi coi Madura không thích thường. Gana đi với Ngộ Không chơi sao anh? À Gana đi với Ngộ Không, Gana đâu có thua đâu. Nó cũng giống như là cái kèo Ire á, là anh em giữ vị trí tốt, đừng có để cho Ngộ Không nó all in là được rồi. Xong rồi anh em rỉ rít cẩu máu là được. Nhưng mà cái pha mà nếu mà anh em nào mà coi magic của thằng Địa ở FPTC trong cái lượt trận vừa rồi á, thằng Địa nó hỏi cách đánh con Gna với lại Ngộ Không sao á, thì nói chung là đứng kế, nếu mà level 1 với nha, là đứng gần mấy anh lính của mình, tại vì mình đánh xa, đứng gần mấy lính đánh xa của mình mà Ngộ Không mà nó e vô á, thì mình cứ bình tĩnh thôi. Mình có hai phương án, là một là mình nâng e để mình dậm nhảy, mình silo nó, xong rồi mình cùng với mấy con lính mình đánh ngược trở lại là mình lời máu rồi. Hai là mình đơn quy mình silo nó cũng được. Lúc đó mình sẽ lời máu. Nhưng mà trong cái trận đó thì thằng Địa nó bị con Ngộ Không nó chiếm bụi, xong nó rỉa cấp độ 1, hơi hơi tốn nhiều máu nên Địa nó thua lên ở thời điểm cấp độ 1 luôn. Ok ha, nhìn sơ qua đội hình của cả hai thì thấy cấm xạ thủ khá là nhiều. Cả hai bên cấm xạ thủ khá là nhiều. Bên phía bên đây thằng Liu Wei Cao thì nó ưu tiên nó bích con Jin với lại con Reo. Con Jin khi mà kết hợp cùng với một con tướng hỗ trợ mở thì thông thường là không có dùng nhiều ở trong dàn đi đường nha anh em. Ví dụ như con Samira với con Reo hoặc là con Kalista với con Reo thì tụi nó có khả năng tấn công rất là mạnh. Và con Jin thì nó lại hơi khác chút xíu, nếu mà có cơ hội tấn công thì tấn công, còn nếu không có cơ hội tấn công thì thôi cứ để cho con Jin nó đẩy nó farm thôi. Hồi nữa con Jin nó có đồ, nó có cấp độ thì nó sẽ spam lính từ xa được. Lúc đó con Reo này nó sẽ đi roam. Thì cái ý đồ của con Reo khi mà kết hợp cùng với con Jin hoặc là con Leona kết hợp với Jin đó là đa phần là chủ yếu thiên về đi roam nhiều hơn là đè lên. Ê, dạo này bên phía Fnblood có cái khó chịu nè, cái nghĩa là họ pick mấy cái kèo mà đấu sĩ xong rồi swap ra qua lại rồi các thứ á. Kèo pick đấu sĩ này tương đối khó chịu dành cho bên phía của Fnblood luôn á. Đường trên là cái kèo đường thắng. Và cái lối chơi của Nuri cũng là lối chơi hợp với con Gangplank này nữa. Tức nghĩa là như thế này nè anh em. Thằng Nuri nó khác thằng The Sai ở cái chỗ á. Là thằng The Sai là tấn công cho tới chết. Solo kill, băng trụ, dứt điểm, đổi mạng. Thì cái đó là lối chơi của thằng The Sai hay là thằng Xerox. Còn cái lối chơi của Nuri á là nó sẽ lăn cầu tuyết từ từ, là nó sẽ đánh kiểu dạng mắc binh lắm anh em. Cái pha nào mà nó hơn máu là nó hơn máu, cái pha nào mà nó set được cái quay là nó kêu mid rừng lên nó die. Còn cái pha nào mà mid rừng mà kiểu gì bị vấp váp gì mà không lên die được đồ các thứ á, thì nó sẽ cố gắng nó tìm cách nó rỉ máu. Kiểu như là anh em thường hay nói so sánh là Zeros với lại Kiyaya, thì tạm thời nha, tạm thời tôi dùng hai cái hình ảnh là thằng The Sai với lại thằng thằng Nuri này để gắn vô hàng đó được. Thằng thằng Kiyaya thì lối chơi của nó cũng khá là giống với Nuri, nhưng mà nó kiểu như là nó không có, nó chưa có nhiều tình huống mắc binh như Nuri, nó thiên về thủ nhiều hơn. Kiyaya nó thiên về thủ nhiều hơn và nó không có ham solo kill đối phương, tùy đối phương đánh nó thì nó phản công, nó trả ngược trở lại sát thương tùy tình huống à. Anh em hiểu câu nói của tôi không? Tôi so sánh lối chơi chứ tôi không có so sánh người nha. Ừ, Kiyaya hàng hiệu á, dùng từ Kiyaya hàng hiệu là được á, đúng á, kiểu vậy. Còn Nuri kiểu nó lăn cầu tuyết từ từ lắm anh em. Ví dụ nó lăn 200 vàng, sau đó nó lăn đến từ cái lưỡi liềm mà nó farm, đánh hồi cái nó hơn khoảng chừng 15 phút, nó hơn người ta khoảng chừng 1.000 vàng, đánh hồi nữa nó hơn khoảng chừng 1.200, 1.300, 1.400, kiểu kiểu vậy á. Lúc nào nó cũng sẽ hơn từ 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 từ, nếu mà biến số nó không xảy ra thì cái đó là lối chơi của Nuri nha. Ok, bây giờ căn bản đội hình của cả hai bên là có những cái hồi chưa chia thấy ra găng phanh này là phải lát rồi đó. Lát chưa chắc chạy được nha.
Đấy, con rêu nó đang dòng qua phía bên đây nè. Rêu đang dòng qua phía bên đây nè. Có cái điểm được á là Dolby nó mất cái làm choáng rồi. Để coi pha này chạy được không. Thôi chết rồi anh em ơi. Chết rồi. Chết rồi. Chạy hướng bên kia cũng chết luôn. Trời ơi, chết hai luôn rồi, chết hai luôn rồi. Mấy cái nhịp BK đường giữa này nè anh em. Anh em nhìn mấy cái nhịp BK đường giữa này nè, là bên phía của Gam hay xài lắm, đặc biệt là Levi á. Kiểu như là nó ăn xong cái vòng rừng đầu tiên đúng không? Là 24 chỉ số lính. Xong rồi nó ăn thêm con cua là 28 chỉ số lính, là 7 quái vật rừng. Xong rồi thời điểm đó nó cấp độ 4 nó di chuyển ra đường giữa, hàng đường giữa cấp độ 3 là nó sẵn sàng cho tình huống BK 22 rồi đó. Còn cái pha này không được coi lúc đầu là tốc độ farm rừng của con Tạc Giăng nó quá chậm. Nó quá chậm, con Lilia thì farm rừng nhanh hơn chút xíu. Với lại thằng Tạc Giăng nó farm từ trên là nó phải farm một mình. Nó farm một mình, nó không có được cặp đường dưới hỗ trợ như là con Lilia này, đúng không? Rồi, cái tốc độ farm quá nhanh của con Bo xong di chuyển ra đường giữa. Và anh em chưa thấy đâu cái pha của thằng Fritz nó nào hỗ trợ nè. Đó, cái quay lính ở đường dưới là cái quay lính mới đẩy dành cho thằng Lee Wei Sang này, nó đẩy xong cái khoảng trống của nó mở đi là tụi nó sẵn sàng cho cái pha mà tấn công cấp độ 3 rồi đó. Là tụi nó tính toán được cái vòng rừng của thằng Tặc Răng thì xong rồi nó di chuyển, nó sẵn sàng cho tình huống này luôn á. Chưa kể anh em nhìn cái thế lính của thằng Dolby nữa nè. Nè, cái thế lính của thằng Dolby nè. Lính này là anh em thấy là thằng Dolby là nó kiểm soát ở chỗ này đó. Là coi như mọi thứ nó giống như là cái bàn tiệc, nó dọn ra là để chơi thôi đó. Là thằng Dolby là đóng băng cái đợt lính ở đây luôn nè. Này ba con lính đánh xa đúng không, nhiều hơn con lính đánh gần đúng không. Rồi pha này mắc binh dữ vậy. Thằng Rip nó di chuyển ra luôn nè. Nó di chuyển ra từ trước rồi. Từ cái thời điểm mà thằng này nó đang ăn con cua á, là tụi nó đã sẵn sàng cho cái pha mà BK đường giữa rồi. Đánh kiểu gì cũng thắng á. Tặc dân ra cũng chết hai luôn. Rồi pha này nó ra nó ráng nó cứu chết hai luôn. Quái pha này ghê quá. Pha này ghê quá. Bây giờ đường giữa thắng luôn rồi đó anh em. Đường giữa thắng thì nó sẽ chơi xoay quanh ở khu vực hang rồng. Nhưng mà để coi tình huống này là tình huống mà hai bên bên kia farm đang nhiều. Thằng Bo thì nó đang tận dụng cái vòng rừng của nó farm. Nó đánh lên cánh trên. Để nó kiểm soát sứ giả. Đường trên đang thắng, đường giữa thì đang thắng luôn. Như vậy là tận dụng khoảng thời gian này thì thằng Tạch Sang nó ăn con rồng. Ok, ăn được con rồng đó. Và để coi cái áp lực ở dạng đường là như thế nào. Rồi, nếu mà bên phía của Fnblood mà họ có cái vòng rừng đẹp khép kín á, thì họ có thể ăn mục tiêu là con rồng trước, sau đó ăn sứ giả. Và bởi vì mình không có được xem full coi những cái diễn biến sau cái tình huống mà chiến công đầu á. Nhưng mà cái áp lực ở đường giữa lớn quá anh em thấy không? Áp lực đường giữa lớn. Chưa biết lý do vì sao, có thể như những cái tình huống mà thằng thằng Icon này nó bị ép về xong rồi nó bị thua, có lẽ cái pha mà Dolby nó tay le trước nè sớm nè, xong rồi nó ép vô công trình nó lấy giáp, lớp giáp trụ mở ra đường giữa quá sớm đến từ con sứ giả. Mới 9 phút mà có được cái trụ đường giữa luôn rồi. Trụ đường giữa là trụ rất là quan trọng, bằng mọi giá nó lấy luôn. Xong rồi bây giờ trên bản đồ nó áp lực nhiều lắm nha anh em, khi mà cá sấu này được đẩy ra bên cánh á, cá sấu với con găng lăng á, đặc biệt cá sấu này đang tương đối là nguy hiểm. Thứ nhất là đồ của nó là đang ao đồ, thứ hai nữa nó có chiếc chiêu cuối đến từ con găng lăng này nữa nè. Áp lực lắm, kiểu dạng đánh giao tranh 2-2 với nó, tụi này đánh không lại đó, thậm chí là 1-2 luôn. 1-2 nó có chiêu cuối của găng lăng nữa, nhiều khi là giết được hai thằng này luôn. Bây giờ con cá sấu này tương đối áp lực, thêm vào đó áp lực của con rêu này khi mà nó đi ram nữa, xạ thủ hỗ trợ được đẩy ra đường giữa xong đi ram. Này lăn cầu tuyết tới chết luôn rồi. Thằng Nuri á, thằng Nuri tôi nhớ nó là thằng ở EBL đầu tiên chơi con sách con găng lăng này mà theo cái kiểu là cái lưỡi hái tử thần này nè. Đó. Và cái món trang bị này rất là hợp lý nha anh em, giúp cho găng lăng nó có chí mạng, có khả năng dọn lính, có khả năng hồi phục mana đồ các thứ nhiều lắm. Món trang bị này đang xịn. Sau đó món 2 nó sẽ lên cái nỏ tự thủ, món 3 tùy tình huống. Món bút hoặc là cái vô cực.
lơ lơ chỉ coi toàn giao tranh. Tại vì không có coi full trận đấu được. Coi full trận đấu thì thứ nhất mất thời gian, thứ hai bị bản quyền. Coi full thì chỉ coi được reset thôi nha anh em. Đánh tới phút thứ 15 mà chênh lệch về tiền đang 5.000 luôn rồi. Từ một cái pha lấy lợi thế đường giữa. Anh em thấy mấy cái tụi mà kiểu dạng chuyên nghiệp á, tụi nó lăn cầu tuyết một cách kiểu dạng có được lợi thế ở một cái đường và tụi nó triển khai rất là tốt. Và chưa kể là trong cái cặp trận này nha, trong cái trận này nha, thằng Nuri đang lăn cầu tuyết ở cái đường đơn của nó luôn. Kèo này là con on không làm được gì con găng lăn hết đó. Farm thua 40 CS. Chưa tính thêm cái lượng tiền mà đàm phán nữa nha. Là trên bây giờ chắc cũng phải cỡ 2.000 hơn rồi. 2.000 hơn ở đường trên. Lối chơi của Nuri là như vậy đó nha anh em. Kiểu dạng nó lăn cầu tuyết từ tốn. Nó giống như là có một cái câu nói khi mà ngày xưa đánh với mấy tụi Hàn á, mà mấy khu vực yếu yếu hơn chút xíu mà đánh với tụi Hàn mà thi đánh kiểm soát với tụi nó đó, là đánh với tụi đó một hồi cái tự nhiên thua. Kiểu tụi nó sẽ lăn cầu tuyết một cách từ 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 từ. Nó không phải là những cái tình huống mà solo kill, hay là không phải những cái tình huống mà dứt điểm gì mà nó đẹp mắt, hay là nó múa đồ các thứ, kiểu có một cái lợi thế xong rồi nó tự nó khuếch đại cái lợi thế đó của nó, thì lối chơi đó khá khó chịu. Lối chơi đó nếu mà mình á, bắt buộc là phải có đột biến đến từ đội yếu hơn, đột biến nó đến từ mấy tình huống mà ép giao tranh như là kiểu Su Ninh đó mọi người. Su Ninh lấy lợi thế ở một cái đường cánh, sau đó nó sẽ ép giao tranh liên tục ở con rồng 3, rồng 4, hoặc là những cái mục tiêu như Baron rồi các thứ nó ép giao tranh để nó lấy lợi thế, nó tạo đột biến từ những tình huống ép giao tranh đó, hoặc là thằng IG nó ép giao tranh kiểu như vậy. Và nàng rêu vô trước ha. Cái chiêu cuối của con Gang Blanc anh em thấy chưa? Cái chiêu cuối mà sát thương của nó quá trời, sau đó Tele đến chậm hơn mà vẫn đóng góp được giao tranh. Con Gang Blanc là cái con tướng khá là biến thái ở thời điểm này nha anh em. Nếu mà gặp phải những cái người chơi mà dạng là bao quanh cham Gang Blanc ở đường trên đó, thứ nhất đó là không giết được nó, thứ hai là không cản được nó farm. Rồi xong mình sẽ gặp bất lợi khi mà mình đánh ở cái cánh khác nữa. Nó đơn giản nó thả cái chiêu cuối thôi. Tốc biến gấp đôn bi về. Xong thủ trưởng, hồi nãy xong thủ trưởng cắt ngắt được cái sắt rồi ha. Câu kéo chỉ hấp huyết, đấm 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 đấm, rồi 5 đánh 1. Má đánh đôn bi kìa. Đấm đôn bi kìa. Sao anh nói hay vậy mà đánh gà thế? Tại vì anh già rồi. Anh già rồi. Anh mà trẻ nha. Tôi mà trẻ cỡ chừng 16, 17 tuổi thì tôi đánh chuyên nghiệp liền đó anh em. Tôi mà tại vì như thế này nè, tôi là nghĩ là tôi cá nhân tôi thấy tôi phù hợp với một người chơi chuyên nghiệp. Thứ nhất là tôi chơi game không biết mệt. Thời trẻ tôi chơi game không biết mệt. Tôi có thể chơi game một ngày khoảng chừng 10 mười mấy tiếng là bình thường đối với tôi luôn á. Thứ hai nữa là tôi chơi game hay. Thứ ba nữa tôi đẹp trai. Thì bây giờ tuyển thủ là anh em thấy đẹp trai không? Tuyển thủ Vset mình nhan sắc là thấy lên rồi đó. Đội tuyển nào cũng có visual bệnh bảnh bảnh hết. Thôi ván này xong rồi anh em. Ván này đâu còn cơ hội gì nó lật lại đâu. Đội hình này cũng không phải là combo combo nữa. Mà kiểu cũng không có hyper carry ở dạng về sau nữa anh em. Nó có một cái đặc tính là con Kalista là cái con tướng mà khá là lì đòn. Kiểu con xạ thủ lì đòn á, câu kéo nhảy nhảy đồ các thứ á. Nhưng mà lì đòn với đội hình nào, chứ với đội hình mà có CC như thế này thì Kalista nó cũng khó lì. Tại tụi kia nó cũng nhắm vô Kalista khá là nhiều. Kalista lên đồ kiểu vậy là ok đó. Chỉ trừ khi ván thi đấu kéo quá dài mà thôi, đâu đó khoảng chừng 35-40 phút. Thì khi mà con On nó đúc đồ thì may ra. Ở thời điểm này thì không có, lăn cầu tuyết thì xong dứt điểm sớm rồi. Chênh lệch mười mấy ngàn tiền rồi. Lì đòn nè, lì đòn nè, lì đòn nè. Nó có cái hút máu á. Lì đòn ở cái chỗ là cái hút máu huyết kiếm với lại cái nọ tự thủ á. Thanh niên này bị ép tới mức mà đâu lên được cái huyết kiếm đâu. Họ Dương Hiệu Triệu ngắt quay lại. Đơn bi cầu kéo ghê quá. Con reo nó vô CC quá trời luôn. Bò cố gắng CC đó. Lì đòn nè. Lì đòn nè. Lai lì đòn. Hay. Hết rồi. Pha vừa rồi là rướng lắm luôn rồi đó.
Không thiệt mà tôi kiểu như là không, cái vấn đề mà nếu mà tôi thấy tôi sinh ra muộn một chút xíu á, hoặc là sinh ra muộn chút xíu đi, là tôi nghĩ là tôi đi theo cái con đường game thủ chuyên nghiệp luôn á. Bây giờ anh em tưởng tượng tôi cỡ chừng 10 à, nghe đúng không? Ủa sao cái mạng của tôi vô web không được vậy? Con rừng này farm à, đánh cái đội hình này, đánh cái đội hình thiên về. À con ra cách này pick slot mấy vậy? Pick ra cách ở đây là nhắm đi hỗ trợ luôn á hả? Sao chỗ này pick được rêu mà không pick rêu ta? Sao để cho thanh niên này pick rêu slot cuối vậy? Anh em thấy không? Nó có Samira để cho nó bích con đeo nữa. À Ragat slot 3. À nếu vậy phải ban. Ragat slot 3. Bích con Gena xong bích con Ragat là mất đi cái khả năng swap lên luôn. Đấu Ragat swap. Từ từ. Đấu Ragat slot 4 mà. Nè. Đùa chứ nó bích con, chứ ai mà bích Ragat ở đây. Mất cái khả năng swap lên luôn rồi. Chỗ này bích con reo đi chứ. Ơ kìa. Không hiểu nha. Xong rồi đẩy vô cái đội hình khó vậy. Đội hình bên đây mở giao tranh ghê nè. Đội hình này được một cái là tốc độ kiểm soát lên nó ổn. Nhưng mà bởi vì đường dưới cái cặp này mạnh quá, mình phải giảm đi cái sức mạnh của cái cặp này. Giảm sức mạnh của cặp này. Đấy, cặp này mạnh là anh em thấy không? Đó, bởi vì nó đang sở hữu một cái cặp mạnh đó, nên nó được quyền nó thiết lập mấy cái thế lính nè. Xong rồi pha này hai cái tay le, tôi thấy dưới boss là thấy thở rồi đó. Trời ơi. Nào, mất đi spell nữa nè. Hồi máu, kiệt sức. Đường giữa bị đẩy. Đường trên. Về. Đường trên mà không tay le lên là mất đi hai quay lính. Tay lè xuống dưới bot. Trời ơi. Thôi thua anh em ơi. Còn kèo Gna với con Kermiu á anh em, con Gna nó sẽ đánh đúng á, đánh kỹ con Gna sẽ không thua lúc đầu. Nhưng mà nó sẽ thua ở cái ngưỡng sức mạnh là hai món trang bị. Thời điểm đó con Camille nó khỏe lắm, sát thương của nó nhiều, với lại cái thời điểm mà kiểu dạng con Camille nó không có Odin ngay cái lúc mà đang chuẩn bị có dạng nai khổng lồ đâu, nó chờ cho hết dạng nai khổng lồ thì khi đó nó sẽ có lợi thế về việc mà đẩy đường. Rồi hai ông nội đường dưới này, nội toàn đường dưới luôn rồi còn chơi gì nữa, xuống đây nó giết ba luôn á, lúc về làm gì đó. À giết được không? Tốc biến chạy. Giật cái lồng choáng vô chặt cái rờ luôn. Hay. Anh Tạc Văn gắt vậy. Tạc Văn gắt. Thôi anh em ơi, cái game này thấy ban bích ở đường dưới thấy bỉnh rồi. Ban bích đường dưới thua nhiều quá. Nè, em rơi vô mấy cái thế này sao chơi được nữa. Rồi bị áp lực đai trụ hai ba lần. Và đường giữa cũng không đẩy thắng nữa. Đường giữa anh Dombi nó đi ram đồ các thứ nhiều quá, nó cũng chưa có mất nhiều lớp giáp trụ nữa. Và đường trên cũng không thắng nữa. Giết được một điểm hạ gục nhưng mà đâu có hơn về CS gì nhiều đâu. Game này tôi nghĩ là nó đến từ cái việc mà
chỗ vít chỗ kia chút xíu. Ok, thì bây giờ nếu mà xem xét một cách cụ thể thì để coi. Dù sao thì đường trên cũng có cái áp lực lấy trụ rồi, tấn công đường giữa lại chút xíu, mở ra cái cơ hội để có thể khai thác. Mà liệu rằng có bù đắp được ở trong vai trò xạ thủ hay không đây? Xạ thủ đang chênh khá là nhiều. Mất trụ, mất tiền. Đội hình này con Samira được chơi hay không? Xin thưa là được chơi nha anh em. Con Samira là cái con tướng mà nè, Kermiu, Rễ Tân, Rêu. Đó, nó cộng hưởng với mấy con tướng đó. Khai thác Nuri à? Tốc biến không? Làm choáng còn tốc biến. Ok, giết được Nuri thêm lần nữa. Ba lần. Đánh xoay quanh ở đường dưới khá là nhiều. Rồi ok, xem tiếp ha. Nhưng đội hình này vẫn thiên về kéo lết nha anh em. Kéo lết siêu nhiều luôn. Siêu nhiều luôn. Nhưng mà thằng phân lớp thì nó sẽ áp lực. Nè, cái sự khác biệt giữa mấy cái team Hàn Quốc, trừ Damwon ra nha, mấy team Hàn Quốc với lại mấy team mà EBL, nó sẽ là cái thế này nè. Kiểu dạng tụi nó áp lực rất là nhiều khi mà tụi nó lấy lợi thế, và tụi nó chấp nhận hy sinh ở cái cánh còn lại luôn để nó lấy cái lợi thế về mặt một phần cái cánh kia. Tụi nó sẽ có được hai cái điều kiện thắng đến từ hai đội, và để coi đội tuyển nào sẽ làm tốt hơn ở điều kiện đó. Còn thông thường á, là những cái đội Hàn Quốc á, là mấy cái pha này họ đánh kiểu lăn cầu tuyết rất là kỹ, kiểu dạng con Gana nó sẽ không để chết cho kiểu cái pha giống vừa rồi, mà nó sẽ để cho mất trụ, sau đó nó sẽ lấy được cái trụ ở cái cánh khác, kiểu kiểu là như vậy. Nào này, khỏe chưa? Nào khỏe nha. Thôi con Bo nó dọn rừng rồi. Con Bo tốn nhiều thời gian quá. Con Bo có lẽ không muốn đánh bằng đôi biên, muốn đánh trong pha đó. Ok. À, chắc là đôi biên muốn làm mềm đối phương. Xong rồi bị dấn vô sâu quá. Đang Baron luôn không? Mở ra đánh. Nice. Đẩy cái làm choáng. Sao pha này không đẩy cái lồng tráng? Sao tim lại lùi về? Bị nó thả diều luôn. Pha vừa rồi đứt đường Nuri đẩy nó cái làm chán chứ. Đúng pha 5 đánh 3 ăn Baron. Thua luôn. Trời, con Samira giờ sao giết được nó đây? Mấy con tướng kia đang bị kiểu dạng tù tù nữa. Đội hình mà không có nhiều lắm CC nữa. Ok, đơn bi chết tiếp. Cũ 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 đơn bi. Trời ơi, quẩy ghê quá ha. Trời ơi, vẫn thua, vẫn đánh tiếp, vẫn thua. Từ từ. Vẫn đánh tiếp, vẫn thua. Tưởng trao đổi đang lời hồ Samira nó vô nó bị cái CC. Ok, ngắt được cái R mà không có đủ sát thương giết anh em ơi. Chênh lệch của hai xạ thủ vẫn nhiều quá. Thằng body boost trong màu áo của phía phân được có ha. Cái trận những cái trận trước á, cái trận trước của thằng Bo thì nó rất là dễ anh em, kiểu như đường của nó thắng hết rồi đó. Rồi cái trận này thì đường đường không thắng nè. Đường có những cái đường mà không thắng nè, nhưng khả năng kiểm soát combo cũng ok. Thêm vào nữa dàn cắm và trọng của phía Fnblood ở trong trận này ok hơn, tôi nghĩ là như vậy. Khiến cho họ dễ dàng triển khai và họ triển khai đúng. Ở đường dưới của họ có lợi thế, họ đánh xung quanh ở đường dưới tạo lợi thế dành cho Liu Wei Sang. Đánh áp lực quá. Đai trụ 3 lần mà đai trụ 2 lần với lại nó solo kill thêm lần nữa đường dưới nữa. Rồi nó chồng CC giết tạc chân luôn.
chết đặt chân luôn. Mang rêu giữ chân ba người luôn. Samira này không ai cản nó được hết á. Lab bên đây thiếu CC quá à. Kiểu một vài cái CC mà hiệu ứng mà lâu á. Nó có cái lăng bụng, có cái na khổng lồ, có cái e vỏ gấu. Ê, tính ra nếu mà xét về CC cũng nhiều chứ không phải là thiếu. Nhưng mà những cái CC đó cảm giác như gọi là sao ta, nó thiếu đi một cái độ chất lượng, một cái độ uy tín trong cái việc mà mình gây sát thương á. Ừ, con Alita, con Leona đó, thì những con đó anh em nhìn vô thấy CC là nhiều đúng không? Còn bên đây thật ra cũng có CC, nhưng mà gọi là sao ta, gọi là sao trong những cái CC đó khó kiểm soát, khó kiểm soát được con Samira. Anh em thấy không, kiểu như là khi mà tụi nó ban bích xong á là tụi nó xác định ra được cái điều kiện thắng của mình á. CC chồng lên nhau á. À chính xác, chính xác. Đó, tôi phải học thêm về cái cách diễn giải rồi. CC chồng lên nhau á. Rồi ok, quay trở lại với anh em thấy không? Khi nào nó pick cái đội hình, nó có được cái điều kiện thắng và nó biết nó phải thắng thắng ở đường nào là tụi nó đánh thắng được ở cái đường đó. Nó triển khai được mấy cái thế. Ví dụ ván 1 nha. Ván 1 là cái pha mà cái pha mà level 3 nó ra đánh mid. Là cái pha này tụi nó set up quá ghê đúng không? Nãy mới nói đó nè, pha set up mà con hỗ trợ di chuyển ra đây, thằng tốc độ farm rừng của này quá chậm, thằng này nếu mà can thiệp ra đây đi qua mắt, thậm chí là thằng này đi qua mắt luôn, khiến cho thằng này là không dám can thiệp luôn rồi. Là nói chung cái nhịp đánh này của phía phân lớn là nhịp đánh quá ghê, là tụi nó chuẩn bị kỹ. Tôi nghĩ là một á, là chuẩn bị từ cái lúc ban bích, khi mà mình xác định được đội hình của phía đối phương là chuẩn bị từ ở nhà, nhưng mà từ ở nhà thì lại hơi khó nên mình không có kiểm soát được đối phương sẽ bích con gì. Và tụi nó sẽ chuẩn bị từ cái lúc mà tụi nó đã định hình được cái đội hình của mình sau khi giờ cái bài chọn kết thúc á, là tụi nó tính được cái vòng rừng rồi đó. Nói chung là tụi nó tính được những cái thời điểm đầu, khoảng chừng 5 phút đầu của ván thi đấu á mọi người, tụi nó có khả năng tính được. Còn những giai đoạn về sau hay là những cái biến số đến từ bên phía đối phương á thì nó mới gọi là thích nghi. Trong tình huống này thì tôi vẫn đang nghĩ là tụi nó tính được sau khi giai đoạn cái bài chọn kết thúc, và tụi nó chuẩn bị rất là ghê. Thằng nào cũng có cái vai trò của nó. Thằng đường trên thì đánh đúng kèo chất tướng thôi, tại vì thằng tạc chăn nó ăn 37 trên nên thằng Nuri sẽ không có áp lực. Nó cứ ép để cho thằng này nó ở trong trụ, nó không tay le được. Nếu mà tay le thì này vào lớp giáp trụ thì đó cái vai trò của nó. Còn cái vai trò của cặp đường dưới anh em thấy rõ không? Là chỉ cần là đúng cái thời điểm mà level 3 chuẩn bị ở đường giữa rồi các thứ này, tao nhìn ra quay mid chút xíu rồi tao bung mana. Nè tao bung mana nè, để tao đẩy lính. Đó tao đẩy lính để tao giữ thằng AD với là thằng hỗ trợ nó ở đây. Sau tao về nhà mua trang bị. Hàng hỗ trợ thì nhìn vô cái pha này thì bởi vì xạ thủ của mình đẩy lính được rồi, cái thế lính ok nên nó đi ram ra đường giữa. Còn hàng Dolby thì nó thiết lập cái thế lính tốt, kiểu dạng su găng ở đường giữa. Hàng Bo thì nó ăn tất cả các bãi, sau đó nó di chuyển ra một cách bình thường, tại vì mấy bồ của nó làm hết rồi, mấy bồ nó dọn sẵn ra rồi. Ghê á, tôi vẫn đánh giá cái pha này là hơi bị ghê á. Cái này ghê quá, pha này có thể học được nha, cái này có thể học được. Mọi thứ nó đều có cái nhiệm vụ của nó luôn nha. Mọi thằng bên phía phân lớp đều có nhiệm vụ luôn nha. Hay á. Xong rồi game này thì đường dưới của nó cấm và chọn có lợi thế nè. Cặp đường dưới mạnh quá trời. Phía bên đây bích Ragaz với lại con Chitana. Cặp này đồng ý là cấp độ 3 thì cũng ok chơi được. Nhưng mà thời điểm thứ nhất lên cấp độ 3 sau đối phương. Thứ hai là nó onin thì nó chưa thắng chắc được cái cặp này. Ừ, cái cặp này trở thành cái cặp yếu lúc đầu luôn, nó mất đi lợi thế luôn. Xong rồi tụi này nó khai thác luôn ở đường dưới luôn. Anh em thấy không, băng trụ hai lần mà muốn để băng trụ á thì nó lại quay trở về với cái bài toán giống như ván thi đấu đầu tiên, là mỗi thằng bên phía phân lớp phải biết làm gì trong tình huống băng trụ, kiểu là như vậy. Thì trận này Nuri nó bị khai thác ở đường trên thôi. Ngoài ra thì cái đường dưới của nó thắng sâu quá rồi. Thì ok anh em, thì đó là mấy cái tình huống mà kiểu dạng trong cái trận vừa rồi nha, cũng khá là hay á. Nghe anh phân tích mấy pha phối hợp em mới thấy hai thằng lên to đúng kiểu chơi một mình. Hai thằng lên top á, không, hai thằng lên top nó đâu phải chơi mình đâu anh em. Ví dụ như cái pha, để tôi mở lại. Hai thằng lên top nó cũng phải phối hợp cùng với team cho những cái tình huống kiểu là như là
Ví dụ đường dưới băng trụ đúng không? Để tôi mở cái pha băng trụ của anh phía phần lớn lại. Mặc dù nó không có tác động cụ thể trực tiếp nhưng mà nó sẽ tác động cách gián tiếp. À, ví dụ như pha băng trụ này á, này đây là cái pha băng trụ đúng không? Anh em nhìn thấy hai thằng đường trên nó tự chơi đúng không? Đây tôi sẽ dừng ở đây. Là ok, anh em thấy hai thằng đường trên nó không có tác động ở trong pha này, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà tụi nó phải làm để cho cái pha này thành công nhất định. Phải làm ở đây là cái gì? Anh em có thể thấy trước khi mà cái pha băng trụ thì khoảng chừng 4 phút đó, thì cái thế lính ở đây thì lúc đó tụi nó chuẩn bị, hoặc tụi nó chuẩn bị từ trước nữa rồi, thì lúc đó hàng đường trên đó là nó phải chơi ép lên, nó đẩy lên đồ các thứ để nó gây áp lực khiến cho hàng này nó không có tay le và thằng này phải về luôn chẳng hạn, hoặc là chính bản thân của nó sẽ có cái thế lính mà nó an toàn để cho chính bản thân của nó không bị đai trụ ngược trở lại nếu mà nó bị áp lực của hàng rừng bên phía đối phương tấn công. Ok anh em thấy chưa? Tôi giả dụ trong cái trường hợp này mà thằng Tạc Răng mà nó đang cướp bãi bãi đá, xong rồi cái thế lính đang tích vào, thế lính bao quay đang tích vào hàng Nuri mà lúc đó nó chỉ còn lại nửa cây máu, thì có phải là bên phía của LNG nó phải đai trụ ở đường trên ngược trở lại không? Nó đáp trả với một cái pha mà đai ở đường dưới đó, thì mấy thằng mà kiểu như không tham gia giao tranh ở trong một cái tình huống đai trụ thì nó vẫn phải có một cái nhiệm vụ nào đó ở trên cái lane của nó. Ví dụ như thằng thằng Dolby thì pha này là nó đẩy để nó ngăn cái tay le ở phía bên đây nè, nếu mà thằng này mở tay le xuống dưới đây nó cứu bot đó thì top của thằng này là thua, thằng Duri sẽ thắng đường trên. Thế nó vô nó bào công trình, nó lợi thế về tiền, kiểu kiểu là như vậy. Thì thằng Dolby pha này nó cũng đẩy lính lên nè, nó đẩy lính để nếu có biến thì nó sẽ tay lên luôn đó, mặc dù nó không có tham gia pha đai trụ nhưng mà nó phải này. Anh em thấy không? Anh em thấy không? Vô đai trụ là thằng Dolby nó đẩy xong nó lùi về để nó chuẩn bị cho một tình huống tay le. Ok tụi bay nếu mà có biến đúng không? Có biến tao tay le, tao lùi về rồi, tao tay le. Còn sau khi mà nó lia map ở xuống phía dưới á, nó thấy ok cặp bot của mình đang đai ok quá. Nó quay ngược trở lại nó lên nó farm bình thường. Nè anh em thấy không? Quay lại lên thôi. Đơn giản là như vậy. Mặc dù mình không tham gia trong pha giao tranh đó mà mình có tác động gián tiếp tới pha giao tranh. Và thậm chí là những cái tác động của mình nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một cái diễn biến ở tình huống khu vực tiền dưới luôn. Thì đó đó là cái cách chơi game cả 5 người nha anh em.